là phần cá chép, cá chép với cá mối với cá đục, cứ chú bà cứ đều hết để vô kho. Đây cá chiên chín hết rồi đây này các bạn, khá là ngon. Đây các bạn, thì mới vừa ốp hôm qua thì để lên một nắng để bắt đầu đem vô chiên luôn, vậy nó mới còn cái thịt ăn nó ngon. Mà để mà nó lâu quá thì nó sẽ cứng, cũng tùy theo từng người ăn thôi, bạn thích ăn. Kênh YouTube mình nha. Này chú Tư mắc kéo lưới rồi cho nên chú Ba phải vô làm phụ. Chú Ba nói chú Tư nấu đồ ăn chậm, ông đói bụng chịu nổi. Vô chú Ba hôm nay sẽ nấu đồ ăn. Thế cho chú Tư một ngày. Giờ mình cũng phụ chú Ba luôn nha các bạn. Chủ yếu là chiên cá nè. Với là món cá kho. Đó, hai món nè các bạn. Với món gò luộc đó, chứ mình quên nói với các bạn đây, món gò luộc đầy nắp nãy giờ thì chắc nó cũng chín rồi đây các bạn. Nó ăn rất là đơn giản nè. Ba canh gì mà ngon chú anh? Rồi. Đây, nó đồng thời các bạn. Cá này là món muối mới vừa khơi hôm qua luôn. Rồi hôm nay đem ra ăn nè. Còn rồi chưa chú ăn? Thứ rồi rồi chưa? Rồi rồi, bọn luôn vô các con ơi. Luôn vô nữa hả? Ôi mau mà, đâu có đồ dơ gì đâu sợ. Có lên ra, lên ra gì? Ừ, lên ra, lên ra gì? Lên ra thì không, mình gỡ rẻ thì không ai, gỡ đồ dơ, gỡ đồ dơ, gỡ đồ dơ, gỡ đồ dơ, cái nhiều quá thì mình bị ít tiền, ít cái thì mình nhiều tiền, mình có hơi cực chút ha. Đúng rồi, có tiền dính tới là có tiền quá. Đó, quá nhiều ta mãi được cái đồ kia chú ba để vô đồ kia nó bự đó, tôi được cái kia được rồi. Cái kia vô một đô này nó rồi. Ê, cô chú ba có điểm khác, điểm khác kho tiêu hay là kho nước chú ba? Tiêu là một kho, còn có lúc nó cầm nước ha. Cái mùi đó bụng các bạn ơi. Đó, ông dễ là cơm coi thử đây, con có biết nãy dở bên bên nhão như bên đấy rồi. Bên nhão như bên sống á. Thì rồi đó. Con được sướng rồi. Đổ 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 đổ. Chiều nó cua mãi hết đi. Sẹo chưa ngự? Rồi sẹo ăn được cái ăn rồi, được rồi bỏ. Chiều cái ngát đó mình nấu ăn chua ha. Có xả không chú ba? Không có xả nữa. Có xả đó, mình co xả im chặt. Chưa thấy nó ra khó rồi, có dặn nó mua một đầu tư rồi. Mà có xả không? Có dặn xả không? Có đủ thứ mà, xả hành này kia rồi, đầu tư mà, dặn nó mua bọc mà. Đây là phần cá chép, cá chép với cá mối với cá đục. Cứ chú bà cứ đều hết để vô kho. Đây cá chiên chín hết rồi đây này các bạn, khá là ngon.
thì mới vừa ốp hôm qua thì để lên một nắng để bắt đầu đem vô chiên luôn, vậy nó phải còn cái thịt ăn nó ngon, mà để mà nó lâu quá thì nó sẽ cứng, cũng tùy theo từng người ăn thôi bạn, thích ăn kiểu này thì ăn rồi. Dạ, còn con cá cuối cùng nữa bạn. Rồi ra cái ngoài nó còn nổi cái chát chát gì kìa, ghê không? Đó, bắt đầu chú Ba bắt đầu mới để cái nồi vô để chuẩn bị kho. Bây giờ mình làm chén nước mắm cho chú Ba. Chú Ba thì thích ăn nước mắm hơn là ăn muối ớt, muối ớt chanh. Coi như là xong hết rồi đó bạn. Đợi bây giờ đợi cái nồi cá kho chín nữa là xong. Rồi xắt nước xuống xong rồi lên ngay trước. Chương cá này là tôi mặn ấy nè, đồ cá này chiên rồi á, không quay được kho cậu hiên không mà cũng giống như bữa hỏi bún cờ đó mai mới sao bún cờ đó bún cờ đó bữa đầu cờ. Nè bún cờ này cũng y gan lý tiền để coi ngày mai cho nghe bún cờ. Chú Tiền chút xíu mai sẽ ăn sau nữa bạn, chú Tiền chưa có thấy đói. Rồi gỡ ghẹ, chút nữa chú Tiền sẽ vô ăn sau. Nấu trước tôi tính rồi. Để 4 cờ, nói rồi 4 cờ, 5 cờ rồi nói rồi 1 chục cờ chứ không có ăn hiểu luôn á. Bữa nào mà chị... Kéo ra hết cho cái đường xuống nè, ta nấu rồi. Nấu gì nấu đâu đi. Nấu cái luôn hết luôn xuống nấu cái luôn trên chín rồi xong luôn. Quay ăn bổ lưới luôn. Cá dính vậy mà. Ừ. Cá dính vậy mà. Cá này hết giòn nè, các bạn. 7 giờ nó giảm vô. Hết giòn rồi Thành. Nè, nè. Để nằm đá không? Không, muốn gai luôn. Tối đi gai vô không? Đúng rồi, đúng rồi, rồi xong rồi. Thấy đập chứ rồi. Nếu đập đó. Rồi luôn. Ở về đó giờ mày ngủ đâu? Ngủ luôn mà. Ngủ luôn có ngon không ta? Đăng qua ớt luôn rồi đi đâu. Mặn không ta? Dạ mặn. Cá rồi. Sao mặn được? Hôm qua được ăn bộ. Mặn nè. Chuyện này có chảo gì đâu có gì vậy? Cái gì? Từ từ. Mắng. Gọi cơm. Cơm cũng dành đó chứ phải. Mày giờ về tới dạp vô không? Bây giờ. Sao chứ? Lúc nào cũng về trước người ta như vậy. Như vợ. Đợt Tết về đó, cũng vậy đó, ta vô tay nhau bằng nhậu anh lột lọt anh đi về trước người ta chạy được không? Về trước người ta đó. Là nhậu chở tao về trước.
Vậy tập vô nhìn luôn bạn ơi. Ta đẩy thằng Tăng về tới số xài lượng bộ. Đã có. Nghe chạy dữ vào. Vậy gì nhóc có chơi mà vô trọng động được nó chạy kinh nhỏ xíu à. Mấy ông từ này mấy ông chạy về đường Ba Hòn đó rồi. Chị có nói. Trời. Không có ngán ngát chi. Đó là đủ ăn à. Hai bữa. Tay. Ba giác thôi á, lòng còn ba. Ăn muối đập đi. Anh em ăn khô đi. Ăn muối ớt đi. Tự lại hồi ăn nữa vậy. Cũng phải rồi. Tôi đổ lỗi cho hai dữ vậy. Ba không khói gì đó. Dưới mà bị thể kia là còn hải không á. Rồi thôi, giờ mình cũng xin vô phép vô cơm các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha.